Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách đeo khẩu trang sao cho đúng cách để phòng ngừa bụi mịn cũng như phòng chống virus vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Thưa các bạn, hiện nay với tình hình căn bệnh viêm phổi cấp gây ra bởi virus corona hay còn gọi là COVID-19 ngày một diễn biến phức tạp hơn. Bên cạnh đó, các loại vaccine để chữa căn bệnh này cũng như phòng chống căn bệnh này thì chưa được điều chế. Chính vì vậy, việc đeo khẩu trang như thế nào cũng như là cách phòng chống virus này ra sao luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và mặc dù sử dụng khẩu trang để phòng chống sự lây lan của loại vi khuẩn này, nhưng vẫn còn rất nhiều khách hàng chưa biết cách đeo khẩu trang. Chính vì vậy mà mặc dù đã đeo khẩu trang rồi nhưng virus vẫn xâm nhập vào trong cơ thể. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn cách đeo khẩu trang sao cho đúng. Hai dòng sản phẩm khẩu trang bạn nên chọn để bảo vệ đường hô hấp của mình. Kiều Anh có thể gợi ý một số loại chẳng hạn như là khẩu trang KF94 đến từ Hàn Quốc hoặc khẩu trang KF80. Và với hai dòng khẩu trang này thì bạn có thể lựa chọn màu trắng hoặc màu đen. Tuy nhiên về công dụng thì hai loại khẩu trang này lại có công dụng gần như nhau. Đầu tiên với khẩu trang KF94 này, với cấu tạo là từ 4 lớp phin lọc, đồng thời với cấu tạo 3D, trong quá trình dùng thì các bạn hoàn toàn yên tâm, nó vô cùng an toàn với da mặt bởi cấu tạo là vải không dệt. Đồng thời là trong quá trình chúng ta sử dụng thì với 4 lớp phin lọc từ khẩu trang KF94 này có thể loại bỏ được virus, vi khuẩn, tránh cho chúng xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Thứ hai đó chính là khẩu trang KF80. Đây là một trong những dòng sản phẩm khẩu trang có thành phần than hoạt tính. Và trong quá trình bạn dùng thì thành phần than hoạt tính này sẽ hỗ trợ loại bỏ các hạt bụi mịn, ở các loại khói bụi ô nhiễm từ khói xe, công trường hay là virus, vi khuẩn và tránh cho chúng xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên các bạn nên nhớ một điều rằng khẩu trang KF80 và 94 đều có cấu tạo 3D, nghĩa là trong quá trình chúng ta dùng thì nó sẽ không bị lem son, lem lớp trang điểm, đồng thời là rất dễ thở cho chúng ta. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về cách đeo khẩu trang sao cho đúng. Hiện tại trên tay Kiều Anh đang là sản phẩm dòng khẩu trang KF94. Với dòng sản phẩm khẩu trang này thì bên trên sẽ có cái thanh để điều chỉnh chúng ta làm sao cho vừa với cái mũi hoặc là vừa với gương mặt của mình. Và các bạn hãy nhớ nhá, khi chúng ta đeo khẩu trang, chúng ta cần phải bỏ ra hết như thế này. Rồi sau đó chúng ta đeo vào. Đây ạ. Nếu như các bạn thấy khẩu trang lỏng thì chúng ta hãy chỉnh phần trên mũi này, phần cánh mũi để sao cho vừa với gương mặt của mình. Và khi đeo khẩu trang các bạn hãy nhớ rằng chúng ta đeo khẩu trang ôm sát phần mũi và miệng, nhất là phần ở bên trên cánh mũi này, chúng ta cần phải cho nó sát vào để tránh virus, vi khuẩn cũng như các loại bụi mịn có thể xâm nhập qua đường bên trên này. Quan trọng, các bạn hãy nhớ rằng khi đeo khẩu trang phần bên dưới cằm này cũng cần phải được che kín hoàn toàn để bụi cũng như virus, vi khuẩn không thể xâm nhập vào. Và các bạn hãy nhớ rằng trong quá trình đeo khẩu trang như thế này thì khi chúng ta lấy khẩu trang ra, cách tốt nhất đó chính là chúng ta hãy bỏ hai bên tay thế này. Tránh trường hợp chúng ta chạm vào phần mặt trước này của khẩu trang quá nhiều, nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Và khi tay của chúng ta chạm vào virus, vi khuẩn rồi bôi lên mắt, mũi hay miệng, như thế nó có thể khiến cho chúng ta nguy cơ bị mắc bệnh nhiều hơn. Và quan trọng với khẩu trang KF94 này, chúng ta có thể dùng được từ 8 cho đến là 10 ngày, rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ đi. Và cuối cùng đó là đối với dòng sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc này thì sẽ có cả thiết kế dành cho trẻ nhỏ. Và với thiết kế dành cho trẻ nhỏ như thế này thì các ông bố bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm cho con em mình khi đi ra ngoài. Bởi vì dòng sản phẩm khẩu trang dành cho trẻ em này thiết kế cũng với 4 lớp phin lọc, đồng thời là với cấu tạo 3D như Kiều Anh vừa chia sẻ. Thế nên trong quá trình cho con em mình dùng, các phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm bởi nó không gây khó thở, không gây mờ kính, đồng thời nó có thể ngăn chặn được các loại virus, vi khuẩn cũng như là bụi mịn xâm nhập vào trong đường hô hấp của con em chúng ta. Và với mỗi một chiếc khẩu trang như thế này thì nó đều được đựng trong chiếc túi riêng như trên tay Kiều Anh đây để đảm bảo vệ sinh cũng như là đảm bảo độ an toàn của dòng sản phẩm khẩu trang. Và quan trọng hơn, nếu như với dòng sản phẩm khẩu trang KF94 khi các bạn mua thì nó sẽ có chiếc hộp như thế này để chúng ta sử dụng tiện lợi hơn. Và với một hộp khẩu trang KF94, trong hộp như thế này thì sẽ có 30 chiếc để cho chúng ta có thể thuận tiện, thoải mái trong quá trình dùng.
Và nếu như các bạn muốn mua được sản phẩm dòng sản phẩm khẩu trang chính hãng đến từ Hàn Quốc thì có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video để truy cập vào website koreashop24giờ.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho các sản phẩm khẩu trang. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn còn thắc mắc về các dòng sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.